Vâng, chú thấy nghe ngoài này hay hơn không? Đấy, điện thoại bên cháu chỉ thu lại thôi mà, là mới nghe yên tâm không chú? Hay hơn nhiều. Vâng. Rất nhiều các chú cũng như là đến tận đây trải nghiệm. Đấy là phải ra đây mới vâng. Chuẩn. Vì là khi nghe qua điện thoại vâng. Bảo là khi mà gặp trực tiếp cái mẫu gần như là mẫu loa nào của cháu cũng là cái hình rất đẹp hơn so với hình ảnh. Cảm ơn chị Hiếu. Chất âm nữa. Cái thu ra thì chú nhìn cái 921 này ở đây, ở trên livestream thì nó thường thường rồi. Khi ra đây nhìn nó bóng. Hình ảnh thực tế. Nó còn phụ thuộc vào ánh sáng nữa. Cái này nó bóng rất vâng. Bóng đó. Kể cả chất âm thì khi mà nghe qua gần chúng đầu thu thì nó sẽ bị nén lại đúng không? Chất lượng của cái theo dõi lâu lắm rồi đấy, mấy năm rồi. Vâng, đấy chú đến trực tiếp nghe rồi. Rất là hay. Đấy thì điện thoại tất cả những cái loa các bác mua loa 1 triệu rồi loa 1 tỷ mà thu qua điện thoại thì nó ở mức độ nào đó thôi, không nổi bật được cái chất nhạc. Đấy, các bác cứ thử thu điện thoại iPhone và điện thoại Samsung cũng có hai cái chất nhạc khác nhau. Đó thì chúng ta đến thực tế rất là yên tâm. Đó thì hôm nay là ngày mùng 10 Tết. Đó, bác khách sang trải nghiệm thực tế thì bác rất là khen về combo loa với kép 921. 921 cực hay, cực đẹp, cực rẻ. Đó là VK921 về và khách nghe bác sang xem lấy luôn một combo là VK921 giúp 2012 và con D50S. Đó, vừa mới về xong, em vừa chạy quảng cáo và bác khách vừa đến lấy luôn. VK921 về cực đẹp luôn các bác nhé. Về cực đẹp, cực xịn luôn. Tổ công thức 330, dòng loa thùng, thiết kế đẹp màu vân gỗ, sang trọng. Đó, VK921 đẩy D50S giúp 2012. Đó, riêng cái mẫu này vừa nghe nhạc và hát karaoke thì chất cả tuyệt vời luôn các bác nhé. Dòng loa nhiều đường tiếng cho các giả nó rõ ràng, chi tiết. Ở đấy que các bác là bên em đạt được 100.000 cắt sắt của nút đạp YouTube, một kênh rất là giá trị bởi sự tin tưởng cũng như uy tín trên thị trường bán lẻ âm thanh gia đình karaoke. Chốt luôn combo rất đơn giản gọn nhẹ. Với cách 921 về ngập trời luôn ạ. Bên em lọ đơn một số bác thì bên em sẽ trả nhé. Bác nào mà đang chưa có cái combo loa với cách 921 để trưng bày trong không gian gia đình ngày đầu năm thì hãy liên hệ ngay cho đội ngũ JK Audio. Với cách 921 cực đẹp. Quá đẹp rồi, bát 30 sở hữu 6 loa trên một thùng. Và đây là dòng loa nhiều đường tiếng cho chúng ta sự trải nghiệm hoàn toàn mới lạ của hãng Vivus. Đẩy D50S này. Đẩy D50S là dòng đẩy liền vang karaoke gia đình cao cấp. Đó. Vượt trội về công nghệ cũng như đầu giải mã chip xử lý. Đó và rất nhiều tính năng đường vào để hỗ trợ các bác và anh em nhạc công nghệ mới bây giờ, cổng vang và Bluetooth rồi đường AV trên TV. Các bạn nào mà cần tham khảo bộ cấu hình như thế này thì hãy liên hệ ngay cho đội ngũ JK Audio để được tư vấn nhé. Rất dễ trưng bày phối ghép. Cho chú nghe rồi này. Đang mở đi chú. Đấy, cho bài cho chú nghe đối với cách 921 trực tiếp luôn. Và chỉnh rất đơn giản đấy ạ, chỉ cần có tô vít thôi là chúng ta chỉnh được con đẩy lên 5 mét cực kỳ hiệu quả. Vâng, nên là mới yên tâm. Đấy, cứ mà mới mà chơi ạ. Đấy, bác bảo cứ làm mới mà chơi cho yên tâm, chế độ bảo hành rất là tốt. Đó. Nhìn ở đây đẹp hơn ở bên này chị vẫn. Đẹp hơn không chú? Vâng, hình ảnh thực tế đẹp hơn nhiều ạ. Và nghe ở ngoài này còn nhiều hay hơn là nghe qua điện thoại ạ. À, nghe qua đây thì hay hơn rồi. Vâng. Đó, chứ bảo nghe hay hơn qua điện thoại. Thì bên em chỉ có thu lại bằng cái điện thoại thôi mà. Đấy, xem ở ngoài thì đẹp hơn. Đấy, combo VK921 Pro. Đó, các bạn nghe hôm nay vừa về. Đấy, vừa về là VK921 phân khúc gọi là khuôn tiền. Để các bác và anh em sở hữu cho bộ dàn karaoke gia đình trưng bày đẹp hát hay. Đây là 1.000 đen và 1.000 đen đấy ạ.
rất là nhiều các mẫu loa. Bác kết VK921 vì nó quân tiền, vừa bình dân lại còn vừa hay. Đó, các bác và anh em nên liên hệ ngay cho GK Audio để được sở hữu combo loa VK921 nhá.